Mời bạn nam. Chào anh Kiền Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Chào bạn, bạn tên là gì? Em xin giới thiệu là em là Trần Hữu Hùng, hôm nay là 31 tuổi. 31, làm nghề gì bạn? À, em làm quản lý một công ty bất động sản. Rồi, mình sẽ nghe bạn nữ bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Minh Hảo, năm nay 27 tuổi, hiện đang làm nhân viên phòng cung ứng vật tư ở công ty Century PepsiCo Việt Nam. Hả? Quê em ở đâu? Dạ, nhà em ở đây, nguyên quán ở Quảng Nam. À, em có những cái sở trường gì không? Sở trường của em thì vui vẻ, tính hòa đồng, cũng thích mấy hoạt động ngoài trời, ví dụ như bạn bè, học hành, cà phê, cà pháo, đồ này nọ. Những điểm yếu của mình? Hơi lười thể thao. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, hai chiều thì được ba mối. Hai chiều, còn một chiều? Dạ, một chiều thì chắc nhiều lắm. Một chiều là chiều đi hay chiều về? Dạ, cả hai luôn, chiều đi cũng vài cái, là chiều về cũng vài cái. Và bạn trai bên kia làm sao? Em thì hiện tại được hai mối tình rồi. Mối tình dài nhất là bao lâu bạn? Hai năm. Hai năm. Ủa, quê em ở đâu vậy? Quê em là ở Nghệ An ạ. Nghệ An, nghe cái giọng lạ lạ. Ở đâu bạn? Nam Đàn ạ. Nam Đàn là quê Bắc đúng không? Quê Bắc luôn ạ. Dạ. Bạn vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Em vào từ năm 2004 đến giờ. Rồi bây giờ chuẩn bị nhà cửa gì chưa? Dạ, cũng đang chuẩn bị. Được bao nhiêu phần trăm rồi? Được khoảng 40%. 40%, còn 60% nữa là có nhà đúng không? Dạ. Và nếu như ta lấy vợ thì mình sẽ cưới vào năm nào? Nếu được thì cưới năm nay luôn. Đồng lẹ vậy. Nôn quá vậy. Bên kia nghe chưa? Bên kia nghe chưa? Dạ, khoảng nghe, thấy bên kia khoảng 3 tháng nữa cũng được ạ. Mà sao nôn lấy vợ vậy? Ở nhà này cũng khoảng cứ một tuần là có bố mẹ cứ gọi vào nói là tình hình sao rồi con. Tình hình là con đang đăng ký chương trình thôi ạ. Bố mẹ bạn là vẫn còn ở ngoài quê hả? Dạ, ba mẹ đang ở ngoài quê ạ. Bên này sao 3 tháng nữa đám cưới được không em? Dạ, từ từ chị. Dạ, em muốn bao lâu? Mình trả giá nói đi. Nói chung thời gian không quan trọng, quan trọng là hiểu thấy ok thì cứ. Vậy là hiểu 1 tháng cũng được rồi. Phải không? Dạ. Em ơi, lấy nhau thì em muốn có mấy người con em. Dạ, tùy hứng. Rồi, cái tùy hứng này mệt rồi nha. Em gái bên kia ơi, em muốn mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em cần một người biết lo lắng cho gia đình, chín chắn, cũng có thu nhập để có thể lo cho gia đình con cái. Về bản tính thì đừng có nổ, đừng có sĩ diện. Bây giờ tôi hỏi lại là 40% là chắc chưa hay là nổ? Chắc ạ. Chắc, cái này chắc thiệt. Tại vì em mấy mối tình của em thì cũng liên quan tới cái vụ nổ rồi, cho nên là em biết ai nổ. Mà cái nổ ra còn cái điều gì mình không thích ở người đàn ông nữa không? Đừng có ham chơi quá, bạn bè rồi đi chơi đồ này nọ, về trễ về khuya bỏ vợ con nhà thì em thích. Mình đi môi giới rồi mình có ăn nhậu hay đi chơi đêm hôm khuya rồi gì không bạn? Trước thì có nhưng mà giờ thì cũng hết rồi, tại cũng bị đau bao tử nên là hạn chế không nhậu nữa. Cũng không tốt làm gì ha. Mình bác sĩ chê đau bao tử mới nhịn á. Bạn nữ mình có những cái tật xấu gì không, mình cứ phơi bày ra hết. Dạ, tật xấu của em thì nhiều khi cũng hơi khó tính, nhìn gì cũng chê hết. Ví dụ như nhìn người khác thì thấy ui cái thằng này nó nhỏ tuổi quá, nó nít quá thôi không chơi. Rồi nhìn người kia thấy ông này ông già quá không hợp. Rồi mấy người nữa thì nhìn mặt trai là dê quá thôi không thích luôn. Trời đất ơi. Gặp ai cũng chê hết trơn. Vậy là nguyên nhân sao em ế em biết không? Dạ biết. Nhưng mà sửa khó lắm chị. Mà thật sự bây giờ đã muốn lấy chồng chưa, hỏi thiệt? Thật sự là cũng ba má nhà cũng nôn, cũng hỏi hoài hả. Nãy giờ em cảm nhận anh bên đây thế nào? Dạ anh bên nó nói cũng ít quá thì mình cũng chưa đánh giá được gì hết trơn. Nó nói nhiều chút xíu đi em, nói nhiều lên chút xíu nói đi. Nói gì cho em bên nó cảm nhận được coi. Nói nhiều là khác nha, mà nổ là khác à. Hát bài hay là đọc thơ hay là gì đi? Em hát một bài nha. Bài đúng hát rồi bài đó. Đi, vỗ tay. Sử dụng rồi. Em không nhớ lời, em nhớ lời. Rồi vậy đi. Có chút bối rối, chạm tay anh rồi, vì anh đang mơ giấc dịu dàng. Có chút tan vỡ, chạm môi anh rồi, vì em yêu, chỉ yêu mùa ghé thôi. Có chút thương nhớ, lan môi nhẹ nhàng, khi em yên say trong giấc. Hết ạ. Sao em cảm nhận được giọng nói, giọng hát ngọt ngào chưa? Dạ, giọng hát cũng ok. Ấm ha. Dạ. Bây giờ anh hỏi bạn trai nè. Bạn cần tìm một người yêu lý tưởng như thế nào? Chỉ cần một người là biết nấu ăn. Người cao thì cao khoảng 1m57 trở lên là được rồi. Hiền lành. Em có tật xấu gì, khuyết điểm gì, ưu điểm gì nói cho bạn gái bên kia biết luôn. Em thì có một cái điểm chung giống bạn gái đó là thích đi du lịch. Rồi về tật xấu thì hay ngủ nướng. Cái này có vợ không sao, kêu vậy. Rồi gì nữa? Ưu điểm thì thích chơi thể thao. Mày mốt rủ tập cho cô này đi với nha. Cô này là không có thích chơi thể thao, lười thể thao. Mẫu hình lý tưởng của em có thể giống một ai hay không? Mẫu hình lý tưởng của em thì giống gì Cát Tường. Qua liền. Qua liền. Tại em thích cái mã lúm đồng tiền của chị á. Khó kiếm lắm em, không đụng hàng lắm em. Dạ. Mặt dễ thương á. Đẹp trai mà. Ủa mà làm gì phải 3 tháng lấy vợ lẻ vậy? Dạ em ngôn lắm đó chị. Ngôn lắm hả? Dạ. Chị nào đẻ con? Chắc lấy nhau vài tháng đẻ luôn. Chắc
không? Chặt chặt. Thôi đứng đứng lên xem vòng vòng thử, vòng giống thử được. Trời ngon. Ngon ngon ngon. Tướng ngon bên đàn trai khỏe re. Được, tại vì mình muốn kết hôn đẻ con liền mình phải nhìn trên dưới đồ coi sao chứ. Em trai khoe chứ nhẫn liền. Gì vậy? Khoe liền. Đi qua thì ngứa quá, thì ngứa quá. Cãi cãi thử coi em, cãi thử coi. Ngứa quá quá. Sao mà cái vụ chiếc nhẫn này là sao vậy? Nhẫn này là phong thủy gì em đeo cho nó. Hộp màu vàng hả? Đeo cho nó chiếu chiếu chơi, lâu lâu ngứa cãi chơi mà. Ừ. Mai có chiếc đưa nữa. Cho may mắn đó chị, cho lấy được vợ. Em. Dạ. Em có thích đàn ông hói không? Hói hả? À, bạn trai cũ em cạo đầu luôn. Cạo đầu là khác mà hói là coi như hói quá nên là cạo luôn. Cho nó được gì đúng không? Không sao, anh này chưa có hói mà tương lai sẽ hói. Vậy hả? Dạ. Hói là mà hói. Em ít tóc chứ không phải hói. Ít tóc nè, là mai mốt hói với Linh gì đó. Hói bóng bóng gì anh hói đâu. Dạ hỏi thiệt, còn có người mình có khuyết điểm gì nữa không? Nói thiệt đi. Khuyết điểm thì hơi gia trưởng tí. Thôi bỏ rồi đi. Gia trưởng mà là sao? Ví dụ. Hay sai vặt. Là cái ngồi nằm chỉ tay năm ngón, chỉ em lấy giùm anh chai nước. Phải không? Dạ, kiểu rồi, em lấy anh bộ đồ đi tắm, đồ kiểu dạng vậy phải không? Nhưng mà em vào trong này em sống rồi học tập thì học cách người Sài Gòn nên cũng đỡ rồi. Đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Mai mốt lấy nhau về tiền ai giữ? Tiền giờ giữ. Chắc không? Được. Chắc không? Rồi vậy được rồi. Được được. Mấy cái vụ hói hói bỏ qua hết. Có cái vụ tiền vợ giữ là được. Hói lắm hả chị? 10 năm nữa. Giống như anh Quyền Linh vậy đó. Hello. Dạ chào anh. Chào em. Anh này đẹp trai lắm. Bảo đảm em thấy là cái vụ hói cũng bỏ qua luôn. Tiền ảnh giữ cũng được. Anh cũng hiền, nhìn hiền lắm. Dạ, nhìn bảo, em thấy hiền không? Bảo đảm với em, nãy anh nói anh gia trưởng nha. Nhưng mà anh nhìn hai người anh đoán á, nửa về em gia trưởng hơn ảnh á. Trời, hy vọng vậy. Thiệt, anh này anh hiền, nhìn mặt cũng hơi dại gái chứ. Em thích trai nào dại gái không? Thấy không? Dễ sai đúng không? Dạ. Nay mình đi có ai đi theo ủng hộ không? Dạ, có mẹ với em gái. Dạ, chào cô. Mình là má của Hảo, Hảo là đứa con thứ nhì. Nói chung là cái chương trình này mình rất là thích vì nó có rất là có ý nghĩa, rất vui. Tại vì các bạn đã làm được một việc mà người trong cuộc chưa làm được, nghĩa là kết nối họ lại với nhau. Cũng rất mong là qua cái chương trình này là mình sẽ duy trì được nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Và để đó là cái cầu nối để cho những cái trái tim mà còn lang thang ở đâu đó chưa tìm được bãi đáp. Cảm ơn cô. Cuối cùng là cũng xin cảm ơn chương trình và các anh chị biên tập viên. Và cảm ơn tất cả các khán giả đã có mặt ở đây. À, cô cảm giác cuộc nói chuyện nãy giờ thấy gọi là con trai thì con rể lý tưởng của cô tương lai cô thế nào ạ? À? Ngoại hình được, mình thích cái ngoại hình này từ lâu rồi. À, được rồi. Điểm cộng luôn. Hảo trước đây nó cũng có mấy người bạn nhưng mà nói chung là cái nhìn đầu tiên là mình không có thích, nhưng mà từ nãy giờ là thích cái ngoại hình này. Quê bác lại càng thích hơn. Dạ. Tại vì mình rất thích đi về quê bác một lần nhưng chưa có dịp nào để đi cả. Vậy để bữa nào con mời cô về nha cô. Rất sẵn lòng, rất sẵn lòng. À, nếu mà được quen Hảo thì con xin chăm sóc tốt cho em. Dạ, cảm ơn cô. Còn bạn này đi với ai? Anh đi với một anh đồng nghiệp. Lúc nãy giờ em ngồi đây thì em cũng nhìn rất là kỹ ở chỗ bạn, đối tượng của bạn em. Dạ. Thì em nhận xét cũng trên 90% là chắc chắn bạn em sẽ đồng ý. Tại vì cái mẫu hình lý tưởng này là bạn em đã theo đuổi rất lâu rồi. Bạn em rất là khó tính. Hồi xưa em rất là gia trưởng nhưng mà do Sài Gòn được huấn luyện theo cái địa phương này, đâm ra là giờ cũng rất là dễ tính rồi. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Mình kéo màn lên, hai người gặp mặt rồi, chuẩn bị. Kéo màn lên. Kéo màn lên. Cảm nhận anh thế nào? Dạ, cũng đẹp trai. Tướng đá cũng ok. À, dạ. Anh là... không biết tại sao cả. Đó, mặt trước anh Quyền Linh chứ giải giải tại chứ sao. À, nhưng mà anh thấy em rất là dễ thương. Dạ, ai cũng nói vậy. Em quan niệm như thế nào về tình yêu? Dạ, yêu thì phải quan tâm chia sẻ, phải thật lòng. À, quan tâm chia sẻ với hai nữa là phải sự chung thủy. Dạ, phải tôn trọng nhau nữa nha. Em hỏi anh gì đi. Có sợ anh gia trưởng không? Anh sai rồi đó, sợ không? Dạ, gia trưởng thì em không có thích. Cho nên là ai gia trưởng là em gia trưởng hơn. Bây giờ mình điều đình cái gặp mặt nhau rồi đó, có cảm xúc với nhau rồi đó, mình điều đình cái vụ ngày cưới thôi coi sao. Trao đổi thôi coi cái gì. Ba tháng, 6 tháng con có mẹ rồi đây, ngồi đây nó luôn đi. Nếu có xác định rồi em khi nào em cưới được? Dạ, em thấy ba má em quen nhau có 6 tháng là cưới rồi. Dạ, mình một nửa là không, 3 tháng em thì không? Nói chung là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng gì cũng không có quan trọng. Quan trọng là hiểu rồi á, thấy hợp rồi á, mà cảm thấy là ở được rồi đó thì là cưới thôi, chứ không quan trọng thời gian. Nhiều khi quen 2, 3 năm, 1 tháng hay là 3, 4 tháng mới gặp nhau một lần thì cũng có hiểu gì đâu mà cưới. Kiểu vậy á. Chứ mà em quan trọng chất lượng hơn là số lượng. Thì hôm nay gặp ở đây thì cho nhau cái duyên để mình tìm hiểu nhau thêm em ha. Dạ. Nào, chúng ta sẽ chuẩn bị. Các bạn suy nghĩ thật kỹ. Bây giờ mình trao đổi với nhau rồi ha. Bấm nút
hay là không bóng núp, quyền của các bạn. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hai bạn có thể nắm tay nhau để cảm nhận về nhau trong ngày trọng đại hôm nay. Đây là những chiếc vé xem phim. Mong rằng các bạn sẽ có thời gian thật là lãng mạn để tìm hiểu kỹ hơn. Và những lời nói ngày hôm nay chúng ta nhớ nha, trước mặt người lớn, trước mặt bao nhiêu người. Chúc các bạn sẽ có một tương lai hạnh phúc. Nãy giờ anh đoán được cô bên này bao nhiêu tuổi chưa? Hai em lên 2 tuổi nha chị. Ủa là sao? Là 37 á. Sao tự nhiên đoán ta càng ngày càng lên vậy? Các tường và Nguyễn Linh đã thành công ở cặp đôi đầu tiên ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Hả mà. Mời bạn nam. Rồi, chào anh. Ngồi đi anh. Chào chị Cát Tường. Chào bạn. Mời bạn nữ chúng ta bước ra sân khấu. Rồi, mời chị ngồi. Chào Cát Tường, anh Nguyễn Linh và quý khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn. Bạn có thể giới thiệu sơ về lý lịch của mình? Mình tên là Tuyết Trang, hiện là nhân viên trong phòng. Quê mình ở đâu ạ? Ở thành phố Hồ Chí Minh. À, rồi, bạn trai quê mình ở đâu? Dạ, nhà em ở Sài Gòn chị. À, công việc mình là gì? Em giao cho anh cầm công ty khí hóa lỏng. Anh bao nhiêu tuổi? Em 30 cộng thêm giáp nữa chị. 42 tuổi hả? Đúng rồi. À, bây giờ anh có điểm mạnh điểm yếu gì anh giới thiệu cho bạn gái bên này nghe với. Điểm mạnh cũng không có mà điểm không có mà chị ơi. Chứ anh có cái gì? Em nhát lắm. Nhát hả? Dạ, rung nữa. Rung. Anh có thể kể sơ chút xíu về tình sử của mình không anh? Lý do tại sao 42 tuổi giờ vẫn ế? Không, em có gia đình rồi mà chia tay thôi. Có cháu nào chưa anh? Dạ chưa chị. Mình chia tay lâu chưa? Chia tay này 8 năm rồi. Tại sao 8 năm nay không có ai vậy anh? Không biết ai nghe sao, nghe tới tuổi em là nó chỏ chạy hết rồi chị ơi. Là tuổi gì, con gì? Dạ, chú Sơn Lâm á. Ồ, tuổi con cọp hả? Mối tình mà lập gia đình với anh, với bà xã anh á, kéo dài bao lâu anh? Dạ, 120 ngày. Ủa lý do tại sao lấy nhau mà chia tay sớm vậy? Tuổi người đó nhỏ hơn em tới mười mấy tuổi lần anh. Rồi xảy ra mâu thuẫn thế nào mà mình chia tay? Nhà em cũng khó khăn quá anh ra. Về ở thời gian thì cũng chung cũng biết người ta không muốn ở nữa là muốn đi. Nhưng mà cái công việc của anh như vậy có đủ lo cho con cái vợ con không? Thì em chung em cũng ít ngân xài lắm, nếu mà em cũng lo được. Dạ. Thế giờ anh ở với ai? Dạ hiện nay em đang ở với mẹ với ba. Rồi nếu bây giờ mình lập gia đình thì mình ở với ai? Ở đâu? Dạ, ở nhà em chị. Là ở chung với ba mẹ luôn hả? Dạ đúng rồi. Rồi đây, bây giờ có mình em ở với ba mẹ, mấy người kia anh chị có gia đình hết ở riêng rồi dạ, chị. Dạ. Bạn cảm nhận như thế nào về cái hoàn cảnh của anh nãy giờ anh đã kể? Thì nói chung lớn tuổi rồi thì cũng không sao, tại vì cái lứa tuổi này rồi mình kiếm một người mà chưa lập gia đình thì chắc là cũng khó. Ủa em gái bên kia bao nhiêu tuổi rồi em? Bên đây đoán thử coi bên này bao nhiêu tuổi cho anh kia anh nghe giọng nãy giờ anh đoán thử coi. Đoán khoảng chừng 35 được không chị? Đâu dữ vậy. Bên kia nghe giọng khoảng 28-30 à. Mình nói chuyện một chút xíu nữa đi để bên kia họ tiếp tục họ đoán. Bây giờ mình giới thiệu về mình, chị có bao nhiêu mối tình rồi? Hồi nãy giờ mới có một mối tình duy nhất thôi. Một mối tình? Đúng. Và chia tay bao lâu rồi? Cũng 3-4 năm. Và tại sao mình chia tay? Nói chung là địa lý cách trở xa xôi. Vậy là tình yêu chưa đủ lớn. Người đó ở đâu mà xa? Hà Nội. Em gái muốn tìm cái mẫu người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Cái người đó phải có đạo đức, sống có trách nhiệm với bản thân cũng như là có trách nhiệm với gia đình. Cái đó em có rồi, được anh em ơi. Đừng có gia trưởng, nói chung là mọi cái tiêu chuẩn của những người phụ nữ thường là không thích cái người đàn ông gia trưởng nè, keo kiệt nè. Giờ mình lấy chồng mình có đặt nặng về vấn đề kinh tế lắm không? Nói chung cả hai cùng làm thì mình không có sợ cái vấn đề đó. Nếu như bây giờ kết hôn mình phải làm dâu thì bạn có ngại gì không? Không sao. Không sao hả? Nữ công gia chánh mình như thế nào? Ok hết, nói chung là tất cả công việc nhà gì cũng làm được hết. Nãy giờ anh đoán được cô bên này bao nhiêu tuổi chưa? Hai em lên 2 tuổi đó nha chị. Ủa là sao? Là 37 á. Sao tự nhiên đoán ta càng ngày càng lên vậy? Nãy 35, tại sao giờ đoán lên 37, lý do? Lý do nếu mà nhỏ quá thì không hợp với em. Tại vì em thích là người khoảng chừng 30 trở lên. Người lúc đó thì nãy xong đoán 32. Nãy nói là 35 rồi, giờ chung 2 tuổi là 37 tuổi. Phụ nữ cho dù lớn tuổi mình phải đoán nhỏ nhỏ xíu. Đó là tâm lý anh ha. Anh tìm người mẫu lý tưởng của mình như thế nào? Chung thì cái vẻ bề ngoài thì em bỏ qua, không qua đi. Em chỉ cần là thật thà, trung thủy, siêng năng là được rồi. Đơn giản vậy thôi. Như đó, bao lâu nữa thì anh có thể kết hôn được nếu như mà mình tìm được người vừa ý? Một năm nữa vậy. Ủa sao trễ vậy? Thời gian để làm gì trong một năm đó? Thời gian đó nếu chung thì cũng tìm hiểu rồi cho biết bên này với bên kia, anh em anh chị gia đình nào chị tới lui cho nó thân thiết, rồi lúc đó là một năm cũng được rồi chị. Dạ. Bạn thấy như thế nào về ý kiến của anh? Nói chung thời gian không quan trọng, thấy hiểu đạt cái đến mức mà có thể tới với nhau thì tới thôi. Anh có đi với ai không? Dạ em đi với bạn em. Bạn hả? Rồi hỏi bạn chút xíu nào. Anh chơi chung với ảnh bao lâu rồi? Cũng từ nhỏ tới giờ. Từ nhỏ vậy là hiểu lắm đúng không? Rành nhau lắm à. Tật xấu thì hầu như là bạn em
có nhưng mà rất là ít, là chỉ có hút thuốc thôi. Dạ, bây giờ anh thấy cô bên này như thế nào ạ? Theo em thì em ghét rồi, nhưng mà quan trọng là bạn của em. À, em ghét rồi, em ghét rồi, dạ. Bạn em nô là do bạn em đúng không? Dạ. Em ghét rồi. À, mình có đi với ai không bạn? Có chị. Dạ, chào chị. Mình là chị ba của Tuyết Trang. Chị thấy cái anh bên bển thì sao ạ? Nói chung là ở tuổi này thì hai cái tuổi này thì nó cũng cân xứng với nhau. Dạ. Lớn tuổi rồi thì mỗi người nó có một cái công việc ổn định, đến với nhau là tốt. Nhưng mà cái đó là cũng còn ăn thua là cái duyên nợ nữa. Cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Bạn trai nói rồi, rồi chị của chị gái kia nói rồi, mình chào anh. Chào chị Tư. Dạ. Anh thấy có duyên chưa? Không có rồi. Có rồi, có nợ chưa? Nợ thì từ mới có. Mượn qua mượn đi. Để chút nữa mượn rồi, em mượn. Bây giờ là anh hát bài tỏ tình với chị được không? Dạ được. Rồi, anh hát bài đi, em về em nói tốt cho anh. Bằng lòng đi em về với quê anh, một cù lao xanh, một dòng sông xanh, một vườn cây xanh hoa trái đưa hương, thuyền ai qua sông dòng hò mênh mông. Em hát giả luôn không chị? Không được, chủ yếu là ý nghĩa. Ý dạ, nghĩa rất là có ý nghĩa. Cảm ơn chị quá khen nha. Dạ. Bây giờ mở màn lên để hai người có cảm nhận đầu tiên với nhau. Tôi cũng chưa xem mặt luôn, để xem cô gái kia thế nào. À, là Linh không coi mặt luôn không hả? Không coi luôn. Ồ, ghê nha, ghê. Ê, có gì bác lĩnh đền nha. Hả? Trời. Nào kéo màn lên để xem bên đàn trai. Khoan nhìn nha. Rồi đoán đi. Chào cô gái. Chào anh Linh. Chào em. Dễ thương lắm. Hồi hộp không? Dạ cũng hồi hộp. Bây giờ anh nói anh yêu em đi. I love you. Rồi quay qua nói liền nha. Nói lớn lên rồi bắt đầu mở mắt ra nha. 2, 3, nói. I love you. Anh yêu em. Anh em. Anh hỏi anh đoán tuổi cổ đi, giờ anh nhìn rồi đó. Em đoán dở lắm chị ơi. Nhờ không giờ đoán quá nha, hỏi thật cổ đi, đoán lần cuối đi rồi cổ nói cho anh nghe. Thôi hỏi luôn chứ em đoán nữa đâu. Em thấy anh tuổi giống hương mặt anh không? Có khác chạm là giống nha. Dạ thì cái tuổi của anh thì cũng đúng tuổi. Đâu có đâu, em thấy hơi già hơn chút. Hơi già. Cảm ơn chị nha. Rồi em nói anh nhiêu tuổi vậy? À, em cũng bằng tuổi anh. Bằng luôn hả? Dạ. Giờ là hai anh cộp luôn rồi. Dạ đúng rồi. Mà anh đi làm vậy là ngày chủ nhật vẫn đi làm luôn hay sao? Thì một tuần anh được nghỉ ngày, bữa nào cũng được. Tháng nghỉ 4 ngày, tuần nghỉ ngày. Ừ. Rồi anh sắp xếp thời gian sao mà hẹn hò? Thì hẹn hò, ví dụ mà khi nào có đi chơi thì anh xin phép nghỉ. Ví dụ mà hôm nay chủ nhật em có nghỉ không? Dạ có. Thì chủ nhật em có nghỉ thì mình đi chơi. Em thích đi xem phim hay cà phê gì không? Em thích xem phim, du lịch, nói chung là sở thích rất là nhiều. À, thích đi chùa không? Đi chùa thì không có thích lắm, nhưng mà đi thì cũng được. Quen bạn gái mà đủ đi chùa. Chưa cầu duyên, cũng được không anh? Đó là nhưng mà người ta đi chơi trước đi, dạ, đi dạ. Chùa sao? Bây giờ anh cố gắng hết sức bình sinh của anh. Bao nhiêu năm nay anh nói một câu gì thật hay với chị? Em biết nói sao? Nói. Mới nói quá em nghe. Anh có thích người đối diện không? Dạ cũng có thích. Thích nhiều không? Dạ nói những chung mà nói nhiều thì cũng không được, phải khoảng chừng 80% là được, còn 20% là để thời gian, tức là thích 80% rồi đúng không? À, đúng rồi. Anh có sợ người kế bên không đồng ý với anh không? Dạ cũng sợ, cũng có cũng sợ. Như vậy được rồi đó, anh đó là những cái gì hết sức là thật của anh đấy. Chị có gì muốn nói với anh nữa không? Nói chung á là em cần cái là khi mà tìm hiểu á thì anh phải chủ động, chứ là em dứt khoát không có cái chuyện đó. Phái nam là phải chủ động, em có cái suy nghĩ như vậy. Được không anh? Dạ được anh. Hết thời gian, vậy đi. Quan trọng là do hai người quyết định. Đây nào. Chỉ mới là những cảm nhận đầu tiên. Anh để tay vào nút bấm. Chúng ta hãy suy nghĩ, lắng động và xem trái tim của chúng ta đã có nhịp đập nào nó khác bình thường chưa. Cho nhau một cơ hội. Đến rồi chị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chị bấm rồi anh. Tôi cũng lo lắm. À, khi nãy thật sự anh chia sẻ là Linh có hỏi anh là anh có sợ khi chị không bấm không? Anh nói sợ lắm. Lúc đó thật sự là mình lo. Mình lo lắm. Đây là những người mà tôi muốn rằng cái tin vui nó sẽ đến thật sớm, bởi vì chúng ta cũng không còn thời gian nữa. Hãy cố gắng tìm hiểu thật sâu và hãy cố gắng đến với nhau thật sớm để chúng ta trao nhau những cái hạnh phúc. Mà có thể chúng ta đã mất mát một thời gian khá dài, nhanh là 8 năm rồi. Chị là cũng nhiều năm rồi đúng không chị? À, mong rằng đây là chiếc vé xem phim nó sẽ tạo điều kiện cho anh chị đến gần nhau hơn. Nào hãy nắm tay nhau. Cảm ơn Quỳnh Linh, cảm ơn nhiều. Nắm tay nhau thật chặt nào. Chị nắm tay nhau đi ạ.
để tặng anh chị nước thịt thơm miệng thảo dược đi lấy. Chúc hai anh chị sẽ sớm góp gạo để thổi cơm chung. Đó là thật sự cái điều mà anh Nguyễn Linh và các Tường rất là mong muốn, cũng như tất cả mọi người làm chương trình. Anh ơi, dạ anh thấy anh nhát quá nha, anh phải mạnh dạn lên nha anh. Không nghe má cũng được. Trời ơi, ông này ông ghê lắm nè. Ông nói ông không nói mà ông làm là ông làm. Hả? Hả? Canh nãy giờ luôn. Trời ơi. Đợi khúc này luôn. Hả? Đợi khúc này. Đợi khúc này hả? Hy vọng rằng hai người sẽ tiến tới xa nữa nha. Tôi lo gặp thầy lắm luôn á. Cảm ơn anh nha. Rồi, chúc hai người hạnh phúc. Rồi, cảm ơn các cô. Dắt đi chậm chậm thôi nha anh. Hãy nắm chặt tay đừng buông chị ấy ra nha. Chúng tôi những người thực hiện chương trình bao giờ cũng thật là hạnh phúc khi thấy người khác hạnh phúc. Hạnh phúc cho đi là nhận lại. Hạnh phúc của người khác chính là hạnh phúc của chúng tôi. Cảm ơn tất cả những tình cảm quý vị đã dành cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Có lẽ thời gian phát sóng đã hết. Hẹn gặp lại quý vị vào 15:20 Chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể xem lại thông tin trên kênh Fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò và xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất. Mình nhận ra cái khuyết điểm của mình là tốt rồi, mình khắc phục thôi. Em mong muốn có một mối lý tưởng như thế nào? Bạn đó thì không gia trưởng. Không gia trưởng. Dạ đúng rồi. Bạn kia thoáng lắm rồi đó, này bạn nói đó. Ý là có chí tính cầu tiến. Cầu tiến ta đang làm ăn rất là tốt luôn á. Rồi bạn đó thì em thì em cũng không có đòi hỏi gì nhiều, nhưng mà em không có thích bạn nam hút thuốc. Dĩ nhiên đúng không rồi. Ai thích người rất kiểu... đa số phụ nữ không thích người nam hút thuốc thôi. Bên đây hút thuốc dữ lắm. Dạ. Không, em cái đó chị Ngọc Lan nói giùm em đó, em không hề nói. Nói chung là chuyện này em có thể anh sẽ cai từ từ. Với lại khi mà đi cùng em hoặc là như thế nào đấy thì anh sẽ không hút trước mặt em. Được không ạ? Và nếu mà muốn cai thì phải cho anh thời gian. Đúng. Rõ ràng, tại vì anh nói thật, tại vì anh ra đời rất là sớm, anh nói thật, anh chia sẻ thật luôn. 14 tuổi là anh nói thẳng luôn là anh ra đời rồi. Anh ra đời rồi và anh gọi là anh đi bụi. Tuổi thơ dữ dội quá, có xăm mình không? Có ạ. Có luôn. Có ạ. Ra cái này nè, không phải cần phân bua cái chuyện bỏ thuốc hay gì đâu. Bỏ thuốc á, là để chi, để giữ sức khỏe cho mình. Dạ. Cái thứ hai là bây giờ thật ra đàn ông hút thuốc. Tôi ngồi tôi buồn. Em hỏi anh là khi nào dạ, đúng mình nghĩ rồi. Tới cái chuyện mà kết hôn là gia đình. Vậy thì anh hỏi em là một câu này nhá. Dạ. Quan niệm của em như thế nào? Quan niệm về hạnh phúc của em nó là như thế nào? Hạnh phúc á, quan niệm của em về hạnh phúc ấy nó đơn giản lắm. Kiểu như hạnh phúc là mình cứ góp nhặt từng cái nhỏ mình rồi. Phải vun đắp, lúc nào mình cũng phải vun đắp hết ấy. Rồi. Dạ đúng rồi, em chỉ có quan điểm vậy thôi. Hai người lúc nào cũng vậy. Dù bất cứ có chuyện gì, mình cũng phải chia sẻ cảm thông với nhau. Rồi lúc nào mình cũng phải vun đắp. Đó, quan điểm của em là đơn vậy thôi. Hạnh phúc của mình thì mình góp nhặt từ những điều nhỏ vậy thôi. Rồi, rồi anh sẽ trả lời cho em cái vấn đề về hôn nhân. Anh là một người gọi là anh đã đời sớm. À dạ. Có chuyện nấu nướng, nhà cửa, dọn dẹp, nói chung là anh làm được hết, anh làm rất là vô tư. Nó không có là cái gì với anh hết á. Em biết nấu ăn mà đúng không? Dạ, em không có thường xuyên nấu ăn, nhưng mà biết. Nấu thì không tệ. Được rồi, quan trọng là mình có muốn hay không thôi, chứ còn vấn đề mà làm được ấy. Em có hút thuốc, cà phê, và thỉnh thoảng thì bây giờ độc thân mà. Thỉnh thoảng vẫn anh em bạn bè thì cũng có lâu lâu, ra cũng anh em bạn bè ngồi nói chuyện với nhau, hoặc là em cũng có một nhóm bạn cũng nhạc nhân nghệ sĩ không à, những bạn chơi đàn, những anh dạy đàn ở nhạc viện, lâu lâu tụ tập nhau lại thì đàn hát rồi người uống vài chai, nói cái chuyện nó chia sẻ với nhau cho nó vui đấy. Và em có một sở thích nữa là em thích chẳng hạn đi du lịch,
đến những nơi mà xa thì em vẫn thích là đi xe máy hơn là đi đi phượt đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Em vẫn thích đi phượt hơn là đi xe đò. Tại vì khi đi phượt bằng xe máy mình có thể tự chủ động được mọi việc của mình. Đó cho nên đó thì sơ bộ thì em giới thiệu như vậy ạ. Mời nhà gái. Dạ, mời nhà gái giới thiệu về mình ưu điểm, khuyết điểm nè. À, dạ, ưu điểm của em á là em thì rất là chân thật rồi nhiều khi là khi mà làm việc á, nói chung là rất có tinh thần trách nhiệm với công việc, cũng hòa đồng, cũng vui vẻ, lắm lúc thì vui vẻ cái quá thì kiểu như cũng như khùng khùng vậy á. Tại vì em làm công việc bán hàng nên bắt buộc mình phải vui vẻ hoạt bát á. Dạ. Ừ. Còn rồi, thì khuyết điểm của em thì lắm lúc thì cũng mít ướt, dễ cảm động, rồi đôi lúc thì cũng hơi khá khó tính ấy. Kiểu như không biết cái nết mình sao ấy. Không biết mình muốn gì vậy, đúng không? Đúng rồi, rất là khó tính, khó nết. Em cảm nhận em như vậy luôn á. Em là người rất là chiều chuộng yêu. Em thuộc tuýt người lãng mạn. Và cái này là có nhiều người nói với em, họ cảm nhận được em là một người rất là ấm áp. Đấy. Và em là một người rất là biết chiều người yêu, ga lăng. Ủa gì, tại sao chia tay không, ta? Trong trường hợp này thì Lan có thể giải thích tí xíu, chỗ này mọi người có thể cắt. Đó là có thể là do là một người mẹ đơn thân á, họ cần một cái sự chắc chắn về kinh tế. Họ cần phải đảm bảo về kinh tế cho ai mẹ con. Ai cũng muốn vậy mà. Thì đúng, thì có thể là bất do bất kỳ người phụ nữ nào ta cũng muốn là chắc chắn về mặt kinh tế, ổn định về mặt kinh tế để ta lo cho gia đình mà. Cái nhu cầu của cổ nó cao hơn so với lại cái tình yêu của cổ. Có thể là như vậy, thì mình chỉ đoán như vậy thôi, nhưng mà tuy nhiên ở đây chúng ta không có bàn sâu. Thực ra nếu mình có yêu một người nào đó thì chuyện đó bình thường thôi. Mình sẽ đáp ứng nhu cầu tất cả cho kinh tế nó tốt thôi mà. Vấn đề anh không phải là soi sâu vào cái chuyện của em. Dạ. Nhưng mà anh muốn rằng là em phải nhận ra coi mình lỗi cái gì để mình khắc phục thôi. Có thể em không nói cũng được, nhưng mà em phải biết được. Em vẫn biết là em chỉ có mỗi một người, anh ấy là giảng viên ở nhạc viện ấy. Anh có hay nói với em tính của mày nóng như vậy, đôi khi thẳng quá nó cũng không có tốt đâu. Nên mình phải tập cái tính mà khéo hơn một xíu đi. Nhưng mà em nói thật, em mà không thích rồi thì rõ ràng một điều là em phải nói lại ngay. Điều gì đó làm em không thích, chứ em không có kiểu mà bằng mặt không bằng lòng. Không bao giờ em sống người đó được. Em không có kiểu mà bằng mặt không bằng lòng cái được. Cái lỗi của em là nóng tính trong cái hai cái lần chia tay đó không? Có không? Lần sau thì không có. Lần sau thì không có anh. Lần sau cho đến bây giờ thì nó thật sự vừa em nói. Em vẫn không biết cái lý do thực sự của cái lần chia tay lần thứ hai là vì sao. Tới bây giờ em vẫn không biết được nguyên nhân của nó. Bởi vì sao anh hỏi em? Bởi vì khi mà chúng ta biết cái lỗi của mỗi lần chia tay đó, mình mới khắc phục được. Còn thật ra mình không biết lỗi trong lần chia tay là gì thì mình không khắc phục được đâu. Không lẽ giờ mình đổ thừa cho phụ nữ hết thì cũng tội nghiệp người ta. Đúng không? Mình phải biết tại sao mình chia tay. Thí dụ mình thiếu chăm sóc người ta. Thí dụ như mình nóng quá mình la người ta, hay là mình làm gì đó thì phụ nữ mới có cái cớ đó để chia tay. Và em không thiếu chăm sóc được anh, tại vì em cơ bản là một người rất là chiều chuộng người yêu. Em nói thật, em dám tự tin nói lớn điều đó. Dạ. Cả hai mối tình đều sống thử hết. Dạ đúng rồi ạ. Rồi. Nhà gái thì sao? Tình trường nhà gái thế nào? Tình trường của em thì em trải qua có một mối tình ha, cũng cách đây khoảng 4 năm rồi. Thì thời gian mà làm bạn thì cỡ khoảng chính thức mà quen nhau ấy thì chắc khoảng 2 năm ấy. Còn lại thì trong thời gian 4 năm đó thì cũng có tìm hiểu, cũng có nói chuyện người này người kia, nhưng mà chắc không có duyên á. Cũng không tới với nhau. Chào em gái dễ thương. Dạ, thí dụ mối tình này chúng ta sống thử với nhau. Chắc em cũng là người phụ nữ kiểu khá truyền thống á. Em nghe kiểu vậy em cũng hơi hơi ngại ngại hả? Dạ đúng rồi. Để chị qua chị nói về vấn đề sống thử cho. Thử thôi mà. Thì thử thôi. Cũng khá là bận ấy. Kiểu như mình, em nghĩ là mình cũng là thuộc tiếp người truyền thống cho gia đình. Nhưng mà kiểu như nếu mà công việc mà em làm sai ca như vậy ấy, thì không biết là anh có suy nghĩ như thế nào về công việc của em á? Không, cái thời gian làm không có vấn đề gì, xoay cá là vẫn công việc của mình mà. Mình làm thì mình tới giờ thì mình cứ về thôi, cái đó không phải là vấn đề. Nó gọi là cái gì nó ghê gớm lắm. Không, có lúc là em nhiều việc quá thì em cũng là người dễ bị cuốn vào công việc á. Em sợ là đôi khi mình là mình không có chủ động được thời gian. Không, nhiều khi em làm hoài em làm không ăn cũng được nữa.
Ủa là cửa hàng gì ha? Dạ, cửa hàng tiện lợi anh. Cửa hàng tiện lợi. Dạ, à, vậy như xe cộng, ca cộng, dạ, đồ các thứ đúng không? Đúng rồi, dạ. Ca cộng là kênh coi tivi đá banh à. Dạ. Chứ ca cộng không, không phải là siêu thị tiện lợi. Dạ. Tại vì lâu rồi anh quá. Tại vì lâu rồi em không có vào cái đó mua nên không à. Em nhớ không có nhớ gì. Ngọc Lan ơi. Tôi đùa đó. Họ đã bấm nút hẹn hò với nhau. Họ đã có duyên. Còn chút xíu nữa họ sẽ nợ với nhau quý vị. Nếu mà có duyên nợ thì họ sẽ gửi thiệp cưới cho chúng tôi. Và rất là nhiều người đã gửi thiệp cưới cho chúng tôi rồi. Hy vọng là như vậy. Còn bây giờ thì sao? Đến với cặp đôi thứ hai nào. Mời quý vị. Xin mời nhà gái. Chào nhà gái, mời nhà gái ngồi. Mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái giới thiệu về mình nè. À, dạ, xin chào chị Ngọc Lan. À, chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Quý vị khán giả. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh. À, năm nay em 31 tuổi. À, hiện tại thì em đang ở Hóc Môn nè. Ngọc Anh. Dạ. Làm gì hôm qua anh cũng nói chuyện với bạn anh đó. Bạn anh ở bên dưới. Tại vì hai anh em rất là thân nhau. Hai anh em hay chia sẻ với nhau những cái điều trong cuộc sống. Dạ. Hai anh em rất là thân nhau. Đấy. Ờ, anh kêu nhiều khi được á. Nhiều khi chắc tôi cuối năm tôi cưới luôn đó ba. Đâu gấp dữ mày. Không vậy thôi, không gấp thôi ra duyên. Đó. Thì hôm qua hai anh em nói chung là khi mình đã hiểu nhau, đủ hiểu nhau thì cái chuyện đi đến hôn nhân là nó chỉ là sớm hay muộn thôi. Nếu mà mình hiểu nhau, mình đủ hiểu nhau, tìm hiểu nhau nhiều hơn thì mình đủ các thứ thì nó sẽ nhanh thôi. Có thể là cuối năm hoặc có thể là ra duyên, vẫn được, đó không phải là vấn đề. Điều quan trọng mà anh thấy tụi em cần giải quyết nè, trong một cuộc cãi vã kịch liệt với nhau, ai là người bớt nóng? Em nghĩ là em đang gọi là kìm được những cái nóng đó của em. Tại vì có chuyện thực tế luôn. Và em cũng chưa có kể mấy bữa gặp. Bình thường em hay kể anh bạn em nghe lắm. Hôm đó em đi quýnh cầu lông. Em đi quýnh cầu lông mà có thằng đó nó nhỏ thôi. Ở trong cái tem nó quýnh đó mà gọi là nó nhỏ hơn mình mà nó hỗn. Nó phải nó hỗn nữa mà mình khi mà nó báo điểm em hỏi điểm nó. Và sau đó nó gọi người tới chặn đường em không cho em về. Nó gọi người thân của anh em của nó tới chặn đường em luôn á. Em rất là bình thường. Em rất là bình thường. Nói chung là em rốt, em cũng nóng lắm. Nhưng mà em rốt, em kìm lại. Em kìm lại. Chứ mà lúc trong sân là em ý định là em đấm với nó một cái rồi đó. Nhưng mà em nói thật, tướng nó mà mình lớn như vậy, mình đấm nó thì mình bậy quá. Mình đã sai, mình cần bậy nữa, em nhìn. Và sau đó nó kêu người tới chặn đường em ở dưới á, là đánh rồi. Dạ. À, nếu như có thể thì mình hãy cho nhau một cơ hội. Bây giờ em trai, bây giờ mình nói cũng nhiều, cũng hiểu nghe tính cách rồi đó. Bây giờ em bước tới cô gái, em nắm tay cô gái nha. Em nói tất cả những suy nghĩ nãy giờ em cảm nhận từ cô ấy như thế nào. Và ngược lại cô ấy cũng nói cảm nhận em thế nào. Bước tới đi em. Tiến tới. Hai người nắm tay, nhìn thẳng vào nhau. Em cao mét mấy? Dạ, mét 62. Ờ, nếu như bây giờ có một người mang đến cho em một sự ấm áp, chứ chắc là hạnh phúc. Tại vì thực tế đó, hạnh phúc thì nó bao gồm nhiều thứ. Nó bao gồm rất là nhiều thứ. Nó bao gồm rất là nhiều thứ. Nhưng mà có một người mang đến cho em một sự ấm áp, một sự quan tâm và có thể chia sẻ cùng em mọi điều ở trong cuộc sống này, thì em sẽ lấy cái gì đó, lấy điều gì từ em có, em đổi lấy. Em có đổi không? Em thấy cái nào cũng vậy thôi, mình phải có sự qua lại không. Kiểu như không, nhưng mà không, nhưng mà chỉ cần đổi một thứ thôi là anh sẽ cố gắng mang những điều đó cho em, mà ngay cả hạnh phúc. Em biết điều gì không? Dạ, điều gì ạ? Cơ hội. Chứ em cho đi cái cơ hội, cho anh cơ hội ngày hôm nay thì anh sẽ cố gắng làm mọi thứ. Nói em hãy hát tặng quay một bài nhắm mắt lại đi. Nói úp mở mở như vậy người ta hết hồn. Nhà trai ạ. Thì em gái bên này rất là dễ thương. Có lẽ là như chị bên đó có nói thì em còn những cái mối quan hệ thì mình cũng còn chưa có đi sâu. Cho nên là có những cái thì mình còn chưa biết. Thằng em của anh thì nó hơn một tuổi thôi. Nhưng mà đó như nó nói, nó ra đời rất sớm.
Cho nên anh nghĩ là chính vì cái ra đời sớm của nó thì cái sự va vấp đó, cái sự từng trải đó thì ít nhiều nó sẽ là một cái sự bù đắp cho em, có sẽ chia sẻ được, sẽ hiểu cảm thông cho em được. Còn thì anh cũng rất là băn khoăn cái vấn đề hút thuốc của nó, cũng như là vấn đề là anh nghĩ là có khi trong cuộc sống nó cũng stress nhiều vì công việc, vì một mình nó phải lo toan. Rồi thì anh cũng hy vọng là khi mà tụi em mở rào ra thì cứ chân thành chia sẻ hết với nhau để xem có mình có một cái cảm giác gì đó có thể đem lại cho nhau để có thể xây dựng mối quan hệ được hay không. Thì anh nghĩ là có thể em là sẽ một sự bù đắp rất là tốt khi mà giúp cho nó có thể kìm bớt lại được. Hai đứa cũng nóng tính thì thôi, cũng cái đó chắc cũng cố gắng phải tự kiềm chế bớt. Thằng em Quang thì nó rất là thẳng, nhưng mà thật sự là nó rất là chân thành. Và nó cũng cần một người phụ nữ ở bên cạnh nó. Nó rất là yêu thương, chân thành và nó chiều chuộng. Rất là sớm. Cho nên anh nói thật, anh phải sống trong cái nhà là hai ông bà mà không hợp nhau á. Ăn rồi anh nói thật, nhiều khi á 11, 12 giờ đêm cãi nhau ì đùng, đòi biết giấy ly hôn. Lúc đó mình còn nhỏ, mình phải làm cái gì? Anh nói thật, phải chạy ra nhà bà ngoại, chạy qua nhà dì đập cửa ì đùng lên mà kêu cầu cứu con qua, đừng can ba mẹ con đi, đừng có để ba mẹ con biết giấy ly hôn, cái gì? Mà chuyện dường như là nó xảy ra như cơm bữa. Mà cho nên anh muốn sau này anh là cái đừng điều đó không bao giờ lặp lại. Anh không muốn điều đó lặp lại một lần nào nữa. Anh nói thật, người ta nói gì? Môi trường sẽ hình thành nên tính cách. Mà cho nên anh có những cái gọi là anh bị ám ảnh bởi những điều đó. Cho nên anh nói rồi, anh muốn lấy một người vợ và phải thấu hiểu. Chẳng hạn như là mình có gây gỗ, đừng bao giờ gây gỗ trước mặt con mình. Cái đó là nói thật, đừng bao giờ gây gỗ trước con mặt con của mình. Sẽ tạo cho nó một cái gì đó không hay về cái nhìn của cuộc sống gia đình, về sau này của nó nữa, ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Đấy. Em có gì muốn hỏi anh không? Em thì em thắc mắc là nếu mà em với anh mà có hợp nhau ấy thì anh dự định là khoảng bao lâu á thì mình kết hôn, tiến tới kết hôn? Rồi kế hoạch tương lai của anh kiểu như thế nào? Như em làm công việc ở đây á thì công việc nó xoay cá ấy. Cũng anh? Em đang làm nhân viên bán hàng ạ. Nhân viên bán hàng? Dạ. Mời em trai. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Ngọc Lan. Dạ. Chào bằng nửa bên cạnh và chào quý vị khán giả bên dưới ạ. Em là Lê Nhật Trường. Em năm nay 32 tuổi. Em sinh ra từ Thừa Thiên Huế và lớn lên ở Đồng Nai. Và hiện đang lập nghiệp ở quận 12. Ôi, quận 12 Trường làm gì quận 12 Trường? Em thì hồi nhỏ em có một ước mơ là lớn lên là mình sẽ làm cầu thủ. Nhưng sau đó không được. Thì cũng có một ước mơ là lớn lên là mình sẽ gọi là làm ca sĩ. Nhưng mà cũng không được. Và ông trời đưa đẩy làm sao bây giờ cầm mới kéo. Em là dân Florida, chuyên thiết kế trang trí hoa tươi. À. Dạ. Cũng là làm đẹp cho đời em. Dạ. Nghệ sĩ cũng làm đẹp cho đời. Dạ. Làm hoa tươi cũng làm đẹp cho đời. Dạ. Cũng là làm nghệ thuật mà. Dạ. Hả? Ơi, em cho nghiệp là vợ. Thì lúc đó không có thiếu đâu, đừng có lo. Mà sau này gì phải đổi suy nghĩ, gì phải nói với anh là chơi đi, cứ chơi đi. Chơi chừng nào chán rồi hãy lấy vợ. Chơi chừng nào chán rồi hãy lấy vợ. Chứ đừng có mà trẻ không chơi, già đồ đốn. Không, tại vì cơ bản cái điều đó thì ở nhà gì rồi đã có người có gặp phải điều đó. Và bạn bè của em đã rất là nhiều người, em đã chứng kiến rất là nhiều trường hợp như vậy. Khi chưa có vợ, chứ con chưa có gì đó thì ngoan hiền lắm. Khi có vợ, có con, có một cái gì đó trong tay là bắt đầu đồ đốn. Là đó như vậy. Thì em nghĩ là chơi thì cũng đủ rồi, cho nên mới quyết định đăng ký hẹn hò ở đây. Tại vì cách đây hai năm trước anh có đăng ký một lần. Nhưng mà hôm đó thì anh bận công việc, anh không có sắp xếp được để anh đến. Và hôm nay anh mới đăng ký lại. Anh nghĩ là mình gặp ở đây là một cái duyên. Là một cái duyên. Anh thấy em biết nói nhờ. Đôi khi là trước đám đông em vậy thôi, chứ đi bán hàng thì lại khác à? Dạ, tại vậy đúng. Dạ, đúng rồi. Không, anh là một người gọi là có một sự tự tin nhất định ở bản thân mình, cho nên vậy là, đó, cho nên anh nói là mình gặp đây ở đây là một cái duyên. Cái là nóng tính, hơi nóng tính và thẳng. Đấy. Thì có thể là có một vài lần bất không, đồng cái đó quan em điểm nói, trong em cái nói thật đó. Tại vì tính em rất là thẳng. Có thể em nói thẳng với cô ấy quá, cô ấy tính em rất là thẳng. Tại vì cô ấy tự ái. Cái người chị mà hiện tại đang hợp tác với em, làm với em á, thì chị vẫn hay khuyên em hoài, kêu bớt nóng tính lại, tính em phải bớt nóng lại. Và đừng có cái gì mình cảm thấy mình không thích, mặc dù người ta sai đó, mình cũng đừng có nói liền. Như vậy nó cũng không có hay lắm đâu.
Và cái anh bạn của em cũng, anh cũng hay khuyên em vì cái điều đó. Đúng rồi em. Quá. Cái đó là cũng là khuyết điểm của mình. Bây giờ đó. Trước mặt phụ nữ đôi khi em nóng quá, em nóng tính, em nói thẳng. Ví dụ em gặp phụ nữ nó bà này xấu quắc thế ghê. Không, nhưng mà có không, một cái đó là bị vô duyên chứ không phải là thẳng tính. Cái đó là vô duyên. Thì thẳng tính quá đó, mất lòng người ta, hiểu không? Cái đó là vô duyên. Thành ra là anh nghĩ rằng là em phải tìm ra được cái mấu chốt là mình có chỗ nào thôi. Đó. Thôi mình cũng thì thôi nói chung là mình đã biết khuyết điểm của mình rồi, dạ, thì mình cố gắng mình khắc phục ha. Dạ. Và bây giờ là một cái hình nhu cầu mà mình có một cái người yêu nó như thế nào nè, tính tình ra làm sao? Thì thực tế mà nói em là người gốc Huế nhưng mà em lớn lên trong Nam từ nhỏ, tại vì một tuổi là gia đình em vào trong đây rồi, vào trong Đồng Nai rồi, cho nên em cũng sống rất là gọi là có nhiều người nói em có một gọi là tính cách phóng khoáng, em cũng rất là thoáng, cho nên em cũng không có gọi là phụ nữ bây giờ người ta cứ hay sợ là đàn ông gia trưởng, nhưng mà em nghĩ là em không có đâu. Em muốn một người phụ nữ có thể hiện đại, càng hiện đại càng tốt, tại vì khi hiện đại người ta có thể chia sẻ, người ta rất là thoải mái trong cuộc sống này với mình thì mình sẽ dễ hơn. Chứ có những bạn đôi khi mà họ truyền thống quá thì mình sẽ đoán già đúng không, đôi khi nó sẽ em quên rồi. Ngọc An. Ngọc Anh. Dạ. Hiện tại Ngọc Anh đang gọi là buôn bán ở một cửa hàng, mua bán một cửa hàng. Dạ đúng rồi, em hàng em làm bán hàng ở cửa hàng chuỗi tiện lợi anh. Hóc Môn ở đoạn nào, ở đoạn nào? Dạ ở chỗ gần An Sương anh. An Sương chạy xuống. Gần An Sương. Dạ. Anh cũng hay, khách hàng của anh cũng hay đặt khoa và giao xuống gì đó. Dạ. Cảm nhận về em khi gặp anh lần đầu như thế nào? Khi mở rào ra thấy anh thì em cảm nhận như thế nào? Mới đầu thì em cũng hồi hộp lắm, không biết sao hết. Tại vì bình thường tính em cũng khá nhút nhát ấy. Thì mới đầu nhìn thì em thấy anh thì cũng kiểu như anh phóng khoáng đồ ấy. Nên em thì cũng... tại vì cơ bản như này, anh ra đời sớm, anh nói thật. Dạ. Tại vì anh ra đời rất là sớm. Và anh chia sẻ điều này luôn. Anh sẽ chỉ lấy người... tại vì anh đã từng sống trong một cái gia đình, anh nói thật, từ nhỏ, ngay từ nhỏ anh từng bố mẹ anh ly hôn rất là sớm, bố mẹ anh ly hôn